trong chương trình đợt này, nếu mà những chị em nào mà mình mua với bill 10 triệu thì chúng ta sẽ được off đến hẳn 40% luôn. Bình thường ấy là off maximum chỉ có 20 mấy phần trăm, 20% là to rồi. Nhưng mà lần này thì mọi người sẽ được off hẳn 40% nhân dịp sinh nhật của Trang nha. Và trong chương trình đợt này thì hãng cũng chỉ tặng cho chúng ta duy nhất là 5 ngày thôi. Những chị em nào mà chúng ta là cái team mà mình thích cái làn da trắng mà mình tỏa sáng vào trong cái mùa hè này ấy, mình thỏa sức mình cân hết tất cả các trang phục ấy, thì đây, bí quyết của Trang đó chính là mình sẽ tắm trắng với bộ tắm trắng của Lamercy tại nhà này. Xong rồi là mình sẽ dùng cái bộ mặt nạ ngủ ngày đêm và cái kem ngày như thế này. Và đặc biệt trong chương trình sinh nhật của Trang đợt này và chỉ có 5 ngày ưu đãi duy nhất thôi, các bạn sẽ được off đến 40% và sẽ được tặng thêm một kem ngày hoặc là một kem đêm nếu mà những bạn nào mua với bill 10 triệu nha các bạn nha. Nên là những bạn nào mà mình thích với sản phẩm của Lamercy và mình đang cần săn deal với mấy cái mức giá rẻ nhất, tốt nhất thì phải comment ngay và theo dõi hết cái livestream này của Trang nhá. Chống nắng này thì là vừa chống nắng mà vừa nâng tông và giúp làm căng bóng da luôn nha. Các bạn có thể thấy là da của Trang này, da của Trang bây giờ là da của Trang có đánh chống nắng này đó mọi người ạ. Trước khi make up hoặc là trước khi thoa bất kỳ cái gì lên da, make up lên da thì Trang đều có sử dụng kem chống nắng này nha. Và như da mặt của Trang thì bây giờ Trang có make up nhẹ, có đánh má hồng và có đánh mắt nữa nha mọi người. Thì đây, như da của Trang thì bây giờ là Trang có đánh chống nắng này này. Nên là những chị em nào mà mình thích cho da của mình căng bóng và trắng ấy, thì mình nên sử dụng cái chống nắng này nhá. Và chống nắng này thì nó có một cái tính năng là che khuyết điểm cực kỳ tốt. Kem chống nắng này sẽ có giá là 1,4 triệu nha mọi người nha. Và trong chương trình đợt này nếu như mà mọi người ghép đơn cho đủ 10 triệu thì mọi người cũng sẽ được off 40% với kem chống nắng. Tuy nhiên thì kem chống nắng này của bên Trang khoảng 20 ngày nữa mới về hàng. Nên là những chị em nào mà chúng ta rất thích kem chống nắng này mà chúng ta muốn mua với giá siêu rẻ thì mọi người hãy đặt cọc thanh toán tiền giúp Trang trước, và để cho mình ghép đủ cho đơn 10 triệu để mình được off 40% và mình sẽ được tặng thêm một cái kem ngày hoặc là một cái kem đêm nữa. Và sau khi đấy, khi hàng về thì Trang sẽ trả hàng cho mọi người nhá. Những chị em nào mà chúng ta thích sản phẩm chống nắng của Lamercy, vừa chống nắng, vừa nâng tông, vừa thay cho lớp kem nền make up mà làm cho da của mình mỏng mịn và trong veo, thì chắc chắn kem chống nắng của Lamercy này không bao giờ làm cho các chị ăn thất vọng. Và những chị em nào chúng ta thích cái kem chống nắng này thì mình có thể mua ngay trong cái chương trình để off 40% đợt này, để mình ghép cho đủ được đơn 10 triệu để mình được off 40% để được tặng với lại một kem ngày hoặc là một kem đêm nha mọi người. Bộ tắm trắng thì sẽ có giá là 4,8 triệu và mình có thể mua thêm cái sữa rửa mặt này nữa này để cho mình có thể ghép được cho đủ đơn 5 triệu nha mọi người, để mình được giảm là 25% và sẽ được tặng với lại một sữa tắm trắng Body In Shower nữa. Các bạn có thể mua là cái bộ tắm trắng, 4 cái sản phẩm của bộ tắm trắng này. Mình sẽ lấy 4 cái sản phẩm của bộ tắm trắng. Đây là 4 cái sản phẩm như thế này. Trang sẽ ghép 4 cái sản phẩm cho mọi người dễ nhìn. Với 4 cái sản phẩm này ấy, thì sẽ có giá là 4,8 triệu nha mọi người. Và để ghép cho nhanh đủ được đơn 5 triệu thì mọi người có thể mua với một cái kem sữa rửa mặt này trị giá là 980.000 thì mọi người sẽ khoảng chừng 5 triệu mấy một chút, mình sẽ được off là 25% nha các bạn nha. Và mình được off là 25% thì sẽ có giá là khoảng 5.780.000, mình off 25% là còn là khoảng tầm 4,3 triệu. Sau khi đấy thì mình sẽ lại được tặng thêm một cái sản phẩm là Body In Shower, là sữa tắm trắng này nữa nè. Có nghĩa là các bạn bỏ tiền ra để mua 5 sản phẩm thì các bạn sẽ có trong tay 6 sản phẩm mà giá chỉ còn có 4,3 triệu thôi. Nếu như mà chúng ta mua kem ngày và kem đêm và chống nắng thì kem ngày kem đêm thì chúng ta sẽ có giá là 3,8 triệu. Thế xong rồi chúng ta sẽ được, nếu mà chúng ta chỉ mua kem ngày và kem đêm thôi thì chúng ta sẽ chỉ được off là 15% thôi. Trong chương trình đợt này thì trên 2 triệu thì chúng ta sẽ được off là 15%. Còn nếu như mà với bill 5 triệu thì chúng ta sẽ được off là 25% và sẽ được tặng thêm một cái Body In Shower nữa. Nếu như mà trong cái chương trình đợt này mà các bạn mua chỉ có bộ mặt kem mặt ngày và đêm thôi, hai cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ có giá là 3.8 triệu nha các bạn nha. Và các bạn sẽ được giảm với giá là 3.230.000 nha các bạn nha. Nếu như mà trong chương trình đợt này sinh nhật Trang chỉ có 5 ngày duy nhất, với bộ kem mặt ngày và đêm này thì chúng ta sẽ có giá là 3.8 triệu. Mình được off 15%, giá còn là 3.230.000 nha các bạn nha. Với bill 5 triệu thì chúng ta sẽ lấy là, ví dụ như là mình sẽ lấy là hai cái sản phẩm trắng mặt ngày và đêm này đã là 3.8 triệu rồi. Đấy, xong rồi chúng ta có thể lấy thêm một cái mặt nạ ngủ này nữa, hoặc là chúng ta có thể lấy thêm một cái kem chống nắng này. Yeah, cái bộ sản phẩm này là cực kỳ thích luôn nè. Đấy, với bộ sản phẩm này ấy, làm kem trắng mặt ngày và đêm là có giá là 3.8 triệu. Xong rồi mọi người có thể lấy thêm một cái sản phẩm nữa là 1.4 triệu, là cái kem chống nắng này. Nhưng mà Trang nói trước là kem chống nắng này thì trong vòng 20 ngày nữa thì công ty của Trang khi về hàng sẽ ship và trả hàng cho các chị em nhé. Thì chúng ta có thể mua ba cái sản phẩm mà như Trang đang cầm trên tay này thì sẽ có giá là 3.8 triệu cho hai sản phẩm kem trắng mặt ngày và đêm, nâng tông da, cấp tóc, xử lý những cái da thâm sạm và những cái da lỗ chân lông to. Thì ba cái sản phẩm mà Trang đang cầm trên tay sẽ có giá là 5.290.000 và mình sẽ được off ngay 25%, giá chỉ còn có 3.960.000 thôi. Với cái bộ tắm trắng Body In Shower và Solution, bộ mặt nạ ngủ và kem trắng mặt ngày và đêm này thì mình sẽ có giá là 10.400.000. Mình sẽ off 40%, mình sẽ có giá là 6.240.000. Và các bạn có thể lựa chọn quà tặng là cái kem trắng da nâng tông da nhanh Infra Aquasonic kết hợp với lại men rượu sake như thế này, sẽ giúp làm trắng da nhanh. Thì khi mà các bạn chỉ việc bỏ ra 6.240.000 để mình được mua với một cái set ưu đãi như thế này với giá là 6.240.000 là các bạn đã đủ để làm tỏa sáng cả da body lẫn da mặt rồi nha. Với cái set như thế này nha mọi người, là kem trắng mặt ngày và đêm, sữa rửa mặt đấy và chống nắng. Thì đây là bộ mặt nạ ngủ. Những chị em nào mà chúng ta thích một cái đơn hàng giống như Trang vừa mới gợi ý cho các bạn ấy thì mọi người hãy mua cái bill như thế này. Đấy, có 5 sản phẩm là kem trắng mặt ngày, kem trắng mặt đêm, sữa rửa mặt và kem chống nắng và mặt nạ ngủ. Đây là một cái combo, gọi là một combo hoàn hảo cho một làn da hơi nám nhẹ, hoặc là cho một cái làn da hơi bị có lỗ chân lông to, dầu nhờn nhiều, hoặc là những làn da mà sần sùi và thô ráp và make up không ăn phấn, và một làn da mà lười make up, mỗi lần thích ra đường là chỉ thích có 5 phút tọt ra đường luôn. Thì đây là một cái set sản phẩm mà các chị em có thể mua với giá chỉ còn 6.280.000, là giá này là giá đã được off 40% rồi nha. Giá niêm yết của hãng Lamercy của Hàn Quốc là 10.470.000 cơ. Nên là những chị em nào mà chúng ta ham sản phẩm đẹp, sản phẩm xịn mà lại mua với giá cực kỳ phải chăng và một cái giá cực kỳ tiết kiệm thì đây là một cơ hội cho các chị em của mình nhá. Mình sẽ mua với giá là 6.280.000 cho 5 cái sản phẩm này luôn. Và các chị sẽ được tặng thêm một kem Infra Aquasonic, hoặc là cái kem trắng mặt ngày, hoặc là kem trắng mặt đêm. Trong chương trình đợt này nếu mà chúng ta mua đơn 2 triệu thì chúng ta sẽ chỉ được off 15% thôi. Đơn 5 triệu thì chúng ta sẽ được off là 25%. Và đơn 5 triệu thì chúng ta sẽ được off là 25% và chúng ta sẽ được tặng thêm một Body In Shower nữa. Còn những bạn nào mà chúng ta mua với bill 10 triệu thì chúng ta sẽ quà lớn hơn, chúng ta sẽ được là off hẳn 40% luôn, và quà tặng là sẽ lên đến 1.9 triệu là kem trắng mặt ngày, hoặc là kem trắng mặt đêm, hoặc là kem trắng da Infra Aquasonic nha mọi người nha. Bộ kem mặt ngày đêm này, kem chống nắng này, mặt nạ ngủ này thì mình sẽ có giá là 9 triệu mấy ạ. Còn đây nếu mà chúng ta muốn cho đủ để ghép được đơn 10 triệu thì mình sẽ lấy giúp Trang như Trang vừa tư vấn cho mình ấy, là mình sẽ lấy mặt nạ ngủ này, kem trắng mặt ngày đêm này, chống nắng này và sữa rửa mặt. Mình sẽ có giá là 10.470.000 nha chị nhá. Và mình sẽ được off 40%, là giá còn là khoảng tầm 6.2 triệu gì đó nha mọi người nha. Thì với cái set như thế này thì giá chỉ còn là 6.2 triệu thôi, thì nó sẽ tiết kiệm và rẻ hơn cho mình. Và mình lại được tặng thêm một kem trắng mặt ngày, hoặc là kem trắng mặt đêm, hoặc là cái sữa tắm trắng, hoặc là cái kem trắng da Body Infra Aquasonic như thế này nữa. Đấy, rẻ hơn cho mọi người rất là nhiều và cực kỳ là tiết kiệm nha các chị nha. Với bộ tắm trắng này sẽ có giá là 4.8 triệu và mình sẽ được off là 15% thì sẽ còn là 4.080.000. Nhưng mà mình sẽ có thể mình ghép để cho nó nhanh ý, thì mình có thể kết hợp mua với lại cái sữa rửa mặt này để mình được giảm 25% nha. Đây, cái sữa rửa mặt này là cách mà để Trang sẽ hướng dẫn cho khách hàng của mình để lách ấy. Đấy, mình sẽ có thể kết hợp mua với sữa rửa mặt này có giá là 980.000 nha. Và cái sữa rửa mặt này nó thực sự với các chị em nó cực kỳ thần thánh và nó rất là sạch luôn. Các chị em dùng hết tất cả các loại ở trên thị trường nó sẽ không sạch bằng cái loại này đâu. Và nó sẽ làm cho cái da của mình nó mịn và nó mướt luôn á. Đấy, thì các chị em có thể kết hợp là mua cái bộ tắm trắng này với cái sữa rửa mặt này. Thì cái sữa rửa mặt này thì cho Trang nợ lại 20 ngày Trang sẽ ship giả cho các chị nha. Tại vì hàng thì cũng đang hết, hàng thì đang về nhá. Với cái bộ này, 5 cái sản phẩm này thì sẽ có giá là 5.780.000 và mình sẽ được off 25% là giá còn 4.350.000 nha. Với cái chống nắng thì này thì sẽ có giá là 1.480.000, thì mình ghép với lại cái đơn này thì sẽ khoảng chừng là 6.290.000 và mình sẽ được giảm là 25% nữa thì tính ra là 6.290.000. Mình giảm 20% là mình sẽ còn là 4.717.000 nha, cho 5 cái sản phẩm này. Tính ra là rất rẻ, xong rồi mình lại còn được tặng thêm một cái kem sữa tắm trắng Body In Shower nữa. Đấy, thế là những chị em nào mà chúng ta thích mua cái bộ tắm trắng tại nhà thì chúng ta có thể ghép cái đơn như này để chúng ta có thể được giảm 25% nhá. Và trong chương trình đợt này thì sinh nhật của Trang chỉ được các hãng lớn tài trợ trong vòng 5 ngày duy nhất thôi. Cho nên là những chị em nào mình thích các dịch vụ của Lavender By Trang hoặc là mình thích các cái sản phẩm của Lamercy giống như Trang vừa tư vấn cho các chị em mình để mình nhanh chóng để được ghép đơn với đơn 10 triệu thì mình nhanh tay đăng ký trong chương trình đợt này chỉ có 5 ngày duy nhất thôi nha. Và những chị em nào mà chúng ta còn đang lăn tăn, mình còn đang lấn cấn, mình không biết là mình nên mua cái gì cho nó nhanh, cho nó rẻ thì mình có thể inbox ngay giúp Trang với page Lamercy hoặc là inbox giúp Trang với page Trang TV nha. Trang và các em ở phòng chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn tận tình cho các chị em của mình để mình có thể nhanh tay mua sản phẩm với giá siêu siêu rẻ chỉ trong vòng có 5 ngày này thôi. Nên là những chị em nào chúng ta đã thích sản phẩm của Lamercy rồi và mình đã tăm tia sản phẩm của Lamercy từ rất lâu rồi mà mình chưa có cơ hội mình dùng hoặc là mình còn đang những cái điều phân vân gì đó thì các chị em hãy inbox ngay cho Trang với page Lamercy và page Trang TV. Trang và các em chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn tận tình cho mình nha.